Toyota thêm đồ chơi ngầu lòi cho GR Yaris, người mua phải bốc thăm. Theo công bố, các bộ phận nâng cấp TGD bao gồm một số phụ kiện giúp tăng lực ép và cũng làm tăng thêm vẻ ngoài của chiếc Hatch Toyota GR Yaris 2024 mới. Ở phần cản trước, xe được trang bị bộ chia cỡ lớn cùng các hốc gió giúp gia tăng hiệu quả khí động học cho xe. Ở phần thân xe, hatchback thể thao Toyota GR Yaris 2024 được trang bị tấm lít hông thể thao cũng như bộ khoách tán phía sau mới mạnh mẽ, góc cạnh hơn. Bộ khoách tán này không chỉ đem lại hiệu quả thẩm mỹ mà còn tăng lực ép, ổn định phần đuôi xe hơn. Xe được trang bị một cánh lướt gió phía sau mới cũng như các phần che mưa. Ngoài ra, người dùng xe cũng có thể lựa chọn trang bị bộ mâm độ chính hãng. Bộ mâm này được làm bằng nhôm có kích thước 18 inch, 15 nan với thiết kế thể thao phối giữa màu bạc và đen. Bộ vành nhôm rèn 18 inch này có 15 nan màu bạc và đen. Người dùng có thể lựa chọn thêm phần dây can màu đỏ đen chạy dọc thân xe giúp tạo điểm nhấn khác biệt cho chiếc GR Yaris. Ngoài ra, khách hàng còn trang bị cho xe bộ giảm chấn ổn định phía trước và phía sau mới để cải thiện sự ổn định hơn cho xe. Xe còn được trang bị bộ má phanh hiệu năng cao GR mới ở cả phía trước và phía sau, giúp xe hoạt động tốt hơn trên đường đua, đồng thời giúp xe vẫn hoạt động tốt trên đường phố. Khách hàng còn có thể lựa chọn thêm các chi tiết ốp nội thất được làm bằng sợi carbon trên bảng điều khiển, viền cửa gió điều hòa và tay nắm cửa. TGD cũng đã bán ra thêm trang bị khung biển số xe bằng sợi carbon. Toyota sẽ bắt đầu bán GR e Yaris -E 2024 tại Nhật Bản vào ngày 8 tháng 4. Mẫu xe mới này đã được công bố vào đầu năm nay và xe sẽ được trang bị khối động cơ 3 xi lanh tăng áp dung tích 1.6 lít đã được nâng cấp với công suất tăng thêm 32 mã lực, từ đây đưa tổng công suất lên 332 mã lực tại 6.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 370 Nm. Thương hiệu công bố giá xe Toyota GZ Yaris 2024 tại Nhật cho bản sàn 6 cấp bắt đầu, ở mức 4,48 triệu yên khoảng 29.500 đô, và cao nhất là 4,98 triệu yên khoảng 32.800 đô. Ngoài ra phiên bản được trang bị hộp số tự động 8 cấp có giá từ 4,83 triệu yên, khoảng 31.900 đô. Toyota cũng đã bắt đầu nhận đơn đăng ký cho các biến thể đặc biệt C3 Stian Ogier và Canlera Vampire WZC Driver số lượng giới hạn, dành riêng cho thị trường Nhật Bản thông qua hệ thống bốc thăm sổ số. Chương trình bốc thăm sổ số trực tuyến sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 3, và người chiến thắng sẽ được thông báo trước ngày 18 tháng 4, sau đó người mua có thể nhận xe ngay sau đó.